có kinh nghiệm đúng không? Thầy muốn gửi đến các bạn sinh viên học viện là cũng như là các bạn thanh niên Việt Nam nói chung lời kêu gọi các bạn hãy tham gia tích cực vào hoạt động hiến máu để đem lại những niềm vui, niềm hạnh phúc của những người được sử dụng những giọt máu khó khăn. Dạ vâng. Sao để làm tin xong người thì có thể gửi gửi gắm hay là chúc gửi lời chia sẻ của mình đến chương trình không ạ? Thầy muốn chúc chương trình Kingston lần thứ 10